Tôi đã quay trở lại và đem đến cho mấy bà hai đôi boot cực kỳ trendy luôn. Đế độn tầm khoảng 5 phân, bên trong còn có lớp lót lông rất là mềm. Ban đầu tôi nghĩ là nhìn cái đôi như này mang lên chân chắc là sẽ thô lắm, nhưng mà không mấy bà ơi. Mang lên nó kiểu chất chất mà hách dáng cực kỳ luôn. Có điều chắc phải lùi size thôi, bởi vì tôi đang mang đúng size thì không có được ôm chân cho lắm, hơi tiếc ở chỗ đó. Đôi thứ hai có vẻ chất hơn nè, có cả khóa kéo và buộc dây để ôm trọn cái đôi chân của mấy bà luôn. Chất da tôi phải nói là xịn thật sự luôn ấy. Từ đầu mùa tới bây giờ tôi mới tìm được hai đôi mà ưng ý như vậy á. Trời ơi, kể ra cái thời tiết này mà đi Đà Lạt mang boot hoặc là mấy bà nào mà ở miền Bắc á là mang mấy em này là đúng bài luôn. Nhưng mà tôi ở Sài Gòn thì vẫn mang nha, bởi vì nó đẹp là tôi mang à. Boot cổ thấp đi Đà Lạt thì tôi thấy em này cute nè, nhưng mà vì có hai màu đen trắng tôi không biết phải chọn màu nào, cho nên là tôi hốt luôn cả hai cho mấy bà xem nè. Ui trời, em trắng bị dính một vết dơ rồi, trừ một điểm thanh lịch. Nhìn chung đường kim mũi chỉ thì chắc chắn, tuy nhiên là phần chất da ở cổ nó không có được dày mà nó hơi mỏng. Tuy mùa này là mùa hè, boot thì nó cũng đau trend dần, nhưng mà tôi biết cái sự ghiền đi Đà Lạt của mấy bà nó trỗi dậy như thế nào. Một năm có thể đi Đà Lạt mấy lần, bất kể xuân hạ thu đông mùa nào cũng đi được đúng không? Giờ tôi hốt về rồi mà tôi vẫn còn đang phân vân là không biết màu trắng hay màu đen nó đẹp hơn mấy bà, bởi vì mang đôi nào lên nó cũng đẹp hết á. Cách để chọn một đôi boot vừa khít với chân, mang đi nhiều cũng không gây khó chịu. Giày boot thì khó vừa khít hơn những giày dép thông thường vì thường bít kín chân và có ống, mà cái đôi này phần ống êm quá chừng luôn. Đây là cách của mình nè, trước khi buộc dây giày, đẩy bàn chân về phía trước để một ngón tay vào giữa gót chân và giày. Ngón tay nằm vừa vặn ở phía sau gót chân là ok. Thử nhúc nhích những ngón chân phải thoải mái và không thấy chật chội. Đá nhẹ vào tường, các ngón chân không chạm vào đầu mũi của đôi boot nha. Lúc lắc cả bàn chân, phần gót chân không được di chuyển ở bên trong đôi giày boot. Mấy bà thử cách của tôi xem ok không nha. Hello mấy bà, hôm nay tôi có một đôi giày búp bê Lolita và một đôi boot cổ thấp. Mấy bà cùng xem với tôi là hai em này mang lên chân có không nha. Trời ơi, tôi không nghĩ là một đôi giày có hơn chem cành mà nó lại xịn sò vậy luôn á mấy bà. Chất da mềm mại kiểu dáng dễ thương, đế còn cao tầm khoảng 3-4 phân nữa đó. À mấy bà ăn Tết tới đâu rồi? Tôi bữa giờ lo ăn Tết quá nên không có ra video thường xuyên. Giờ hết Tết rồi nên chuẩn bị cài cuốc lại nè, mấy bà đừng quên tôi nha. Mặc dù sắp hết mùa boot rồi nhưng mà tại vì cái em này hot quá nên tôi phải giới thiệu cho mấy bà liền. Em này thì có cả dạng da bóng và da lì nữa, nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy da bóng đẹp hơn. Phối chung với mấy em chân váy nữa. Ây, đỉnh lắm á nha. Mấy bà có để ý là năm nay là một năm mà không có sự chuyển mùa rõ rệt không? Giày dép cũng vậy, tôi thấy nó không có được đa dạng mẫu mã giống như năm ngoái. Trời ơi, tôi nói kiếm mấy cái mẫu mới mới đẹp đẹp để review cho mấy bà mà đỏ con mắt luôn. Em này thì chất da xịn, mềm nè, bên trong có lớp lớp lông êm lắm. Dạng đế gồ cao tầm khoảng 5 phân, chống trơn trượt tốt. Chưa kể mang vô vừa chất mà còn vừa hách dáng nữa đó mấy bà. Thứ hai là một em dạng Lolita, cũng đế độn nâng chiều cao luôn. Này thì dành cho mấy bà bánh bèo phối với mấy cái đầm babydoll hoặc là chân váy dài là hết nước chấm. Đường kim mũi chỉ khá là chắc chắn, giày đi êm chân và nhớ đi đúng size nha mấy bà.